has gone so fast. Wake me up when September ends. Khúc này vô lâm nha, vậy bass ghép và này ra. Em đang test UK đúc là FM nha quý vị. FM, tăng FM ha. Bây giờ ta chuyển qua AM. Thì hôm nay em test nhanh cái con đài Philips Sakita này ha. Con này thì đài cổ, thì sản xuất vào những năm 1960 như đó. Mờ đúc nha quý vị. Ví dụ thực tế cho thấy hoạt động của các ban nhạc trẻ đã lan tỏa thì tình yêu âm nhạc, có một cái lo bầu dục ở đây, khoảng chắc khoảng 20. Anh hãy ngồi xuống đấy cho đến khi bị xét viên tình đề thông thông đài căng nét luôn nha về ấy sẽ không cho Mars gây thêm phiền toái nào nữa. Đây, rất là đẹp quý vị. Thì cái này quý vị trưng bày sưu tầm và nghe FM những khi buồn thì cũng rất là tuyệt vời. Đến bốn cái chân của nó quý vị xem bốn cái chân nữa ha. Rất là bóng bẩy và đẹp sang trọng nha quý vị. Đấy, những cái mặt trắng mà bộ gỗ như thế này nha quý vị. Trong đoạn tiếp theo, Kenji người lái xe taxi trở lại văn phòng Opla và nói chuyện với Betsy. Anh ta giải thích chiều ngang là 51 và chiều cao không tính chân là nó 20,5, nhưng mà tính luôn cái chân á quý vị là nó khoảng 22,5. Và rồi đây quý vị ha, tem đấu giá này. Philips Sagita điện 220. Ở đây nó có cái cổng táp này nè quý vị. Cổng táp này là để chúng ta ghim cái đường quý vị, ví dụ như ghim CD. Ghim CD vô chúng ta hát đây được ha. Và cái cổ này lại ra thêm được một cái loa nữa nha quý vị. Ra thêm một cái loa công suất vừa ha, vừa nhỏ thôi, bằng được cái loa này thôi chứ không được lớn hơn. Và đây là hai cái anten, chúng ta phải cắm dây vào chúng ta mới nghe đại được ha. Đây quý vị ha, bên trong là cái loa toàn giải của Philips. Rất là chất luôn quý vị ha. Loa này từ móng ngựa. Từ móng ngựa. Rồi, loa này loa tròn không phải là loa. Thì dạ, em ghim cái này vào em test test cho quý vị ha. Đấy. Ngõ ngoài ha quý vị, chúng ta bấm cái tay A này là giống như chữ táp đó quý vị ha. Bao năm xuôi ngược khắp miền hành quân ngày đêm gian lao nhưng lòng. Đấy, em sử dụng cái kết nối ngoài nha. Nghe là quý vị có thể ghim vào CD, ghim vào điện thoại. Làm thương thế thôi, nàng hay chắc hơn người tình biến ai. Rồi và con Philips Sagita này thì bên em giao lưu đến quý vị và các bạn với mức giá là 5,2 triệu nha quý vị. Hôm nay em giảm giá còn 5,2 triệu thôi. 5,2 triệu em bao ship toàn quốc cho quý vị. Cực chất nha quý vị. Đây. Philips xịn sò này, trưng bày thôi cũng đủ tiền quý vị ha. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.